đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz của Mỹ Hưng. Thì ngày hôm nay là ngày 25 Tết rồi, Duy đang trên đường giao chiếc xe Mercedes-Benz S450 về thành phố Vũng Tàu cho anh Phong. Thì có thể nói đây là cái chiếc xe mà khép lại cái năm 2019 của Duy, một cái năm thì Duy rất là nhiều may mắn. Thì chiếc xe S450 này á, thì anh Phong đặt cọc cho Duy cách đây khoảng 6 năm rồi các bạn. Thì mãi bây giờ thì anh Phong mới nhận xe. Thì khi mà nói như vậy thì rất là nhiều các bạn sẽ thắc mắc là tại sao mà cái chiếc xe này đặt lâu đến như vậy. Thì không phải, bởi vì là năm 2014 á, khi mà anh Phong quyết định đặt cọc cái chiếc xe S400 á, thì các bạn biết là thời điểm đó chiếc xe S là lần đầu tiên được lắp ráp tại Việt Nam, cho nên là cái đơn hàng mà bên Duy nhận rất là nhiều. Và khi mà khách hàng muốn lấy một chiếc xe S-Class đó thì thông thường phải đợi từ 6 tháng, 8 tháng, nhiều khi là cả một năm luôn thì mới nhận được cái màu xe ưng ý. Cho nên là trong cái thời gian mà lâu như vậy á, thì anh Phong cũng có nhiều cái sự thay đổi cũng như là trong cái công việc của ảnh, và mãi đến bây giờ thì anh Phong mới là sắp xếp để lấy xe. Đó, thì và một điều đặc biệt nữa là trong vòng 6 năm đó thì anh Phong vẫn rất là trung thủy với cái hãng xe Mercedes-Benz, vẫn trung thủy với dòng xe S-Class, và đặc biệt là vẫn trung thủy với thằng em trai. Rất là cảm ơn anh. Thì trong vòng 6 năm đó thì các bạn biết là cái thời gian rất là lâu, và cũng có rất là nhiều những cái bạn kinh doanh giống như Duy cũng có liên hệ với anh Phong, nhưng mà khi mà anh Phong quyết định lấy xe thì anh Phong vẫn ủng hộ Duy. Và có một cái điều thêm, một cái điều đặc biệt nữa các bạn, là đối với những thông thường đối với những khách hàng khác á, thì khi mà đặt xe lâu như vậy và không lấy xe thì không, khách hàng sẽ thường là lấy lại tiền cọc. Nhưng mà anh Phong thì khác, anh Phong sẽ nói gì là em cứ để tiền cọc ở đó cho anh. À, thì khi nào mà anh còn để tiền cọc ở đó là các em biết là anh còn muốn lấy xe. Còn khi nào mà anh lấy tiền cọc lại thì em biết là coi như là anh không muốn lấy xe nữa rồi đó. Thì các bạn biết là 6 năm rồi đó, thì mãi đến bây giờ thì anh Phong mới là quyết định và lấy luôn đó. Thì một lần nữa cho em cảm ơn anh Phong rất là nhiều, vì trong vòng 6 năm đó thì anh Phong vẫn trung thành với Mercedes-Benz và vẫn trung thủy với thằng em. Ok, sẽ giao chiếc xe S450 này về Vũng Tàu. Hai anh em cũng có hẹn hết rồi. Đang là sáng hôm nay hai anh em đi, và chiều thì anh Sĩ mới bắt đầu lại về quê ăn Tết. Nhưng mà do ngày hôm qua là bên mình có một cái chuyến xe giao về cái thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, thì cũng là quê của anh Sĩ luôn các bạn. Cho nên là anh Sĩ nhận được cái cuốc đó, anh Sĩ rất là vui, rất là mừng. Và bởi vì là thứ nhất là được đi về sớm ăn Tết nè, thứ hai nữa là không bị tốn phí xe khách đi vào đi ra, và thứ hai nữa là khi mà vợ anh Sĩ đã về bằng máy bay trước rồi các bạn, và khi mà sau Tết thì hai vợ chồng lại về chung một xe nữa, cho nên là anh Sĩ rất là mừng luôn đó. Thì cũng là chúc mừng anh Sĩ, bởi vì trong cái chuyến này thì cũng rất là may là có một cái chiếc xe về giao về thành phố Vinh đó. Thì khi mà anh Sĩ về thì anh Sĩ sẽ bàn giao công việc lại, cũng như là dặn dò, cũng như là sắp xếp xe cộ cho Duy sẵn hết. Và đồng hành ngày hôm nay thì có anh Vũ, là bạn của anh Sĩ. Đây, anh Vũ đây các bạn. Đó, anh Vũ. Và hồi nãy Duy ngồi ở trên cái chiếc xe đó là chiếc xe taxi. Thì do là hôm nay anh Phong có mua thêm 4 cái bánh xe nữa, cho nên là Duy phải chở 4 cái bánh xe đó bằng cái chiếc xe Innova 7 chỗ á. Thì đây là anh Lệ, tài xế taxi của Vinasun, thì cũng là bạn của anh Sĩ ở Nghệ An luôn. Đó, thì nói chung là mấy anh em cũng quen biết nhau hết và hỗ trợ cho Duy. Thì một lần nữa Duy cũng xin cảm ơn anh Sĩ, chúc anh Sĩ là về quê ăn Tết vui vẻ cùng với gia đình. Hẹn gặp lại anh Sĩ vào sau Tết nha. Cô quay mà cô anh cà phê sữa đá sao anh đi rồi sao anh có quay phim mà phải gì bây giờ mà phải ra mấy Nha Trang á, Nha Trang Bình Thuận rồi ngoài á, quay mới đẹp không? Cũng đẹp lắm. Vũng Tàu cũng đẹp mà. Vũng Tàu phải ra mấy gặp biển với núi bên kia kìa.
Mấy anh thích uống cái này phải không? Mấy anh thích uống spin với lại bò cụm ha. Em bò cụm phải uống giác tối, cũng như là giác tối bữa buồn ngủ đó, là một hơi là em làm hết lon đó. Sĩ cũng vậy, uống nhẹ mới tỉnh nổi chứ. Của em thì cà phê sữa đá. Còn giác tối mà đem ly phê lên là ly phê mình nắng nha, chứ mà ly phê ngọt hay là ly phê sữa vô là chạy không nổi. Sao vậy? Buồn ngủ. Uống cà phê đá thì không buồn ngủ. Cà phê đen đậm á, buồn ngủ. Còn mà cà phê sữa với lại cà pha cà phê ngọt á, buồn ngủ lắm. Kỳ vậy. Bây giờ thì Di đang ngồi đợi anh Phong. Anh Phong đang họp ở công ty các bạn, cho nên là phải đợi ảnh. Mấy anh em giờ đang ngồi cà phê ở đây nè. Thứ nhất á, là cái nút hình cái ghế, anh Phong bấm vô. Thay vì cái xe của anh á, cái ghế anh chỉnh ở chỗ này, thì cái này nó sẽ chỉnh ở trên đây, chỉnh điện tử. Đó, chẳng hạn như ghế người lái, thì anh Phong muốn chỉnh cái thắt lưng. Thắt lưng là cái này nè, cái bơm cái lưng nè. Đó, anh không muốn đôn cái ghế lên sao, anh không đôn cái ghế lên hơi á. Đó, anh Phong thấy không, nó phì lên đúng không, cái lưng anh nè. Đó, anh thích cảm nhận cái mình ngồi sao cho đỡ mỗi lưng á ha, con chỉnh ở đây ha. Còn bình thường nó sẽ nó không 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 là nó bình thường nhất. Tối quá tối đây không có đơn giản đâu này mà... thì rất tối thôi anh đừng xài. Cái nào thấy xài dễ xài xài, nhưng mà mấy này không xài lắm. Cái này em mặc định lưng đi, mặc định lưng vừa chưa à. Vừa lưng chưa, em chỉnh nhanh vừa mốt họ khỏi chỉnh nữa. Cũng chả biết không vừa không không chạy rồi, chạy rồi thôi, ngồi lâu quá ngồi lâu nó mới mỏi mệt không biết. Rồi ok, rồi thoát cái nha, thoát cái này ra, thắt lưng cân bằng sửa ghế. Sửa ghế thì ở ngoài đây nó có nút rồi, có nút sửa ghế rồi, làm mát ghế, sửa ghế với tay luôn. Đây Phong, đây là đây mát ghế hả? Làm mát cái quạt là mát đó anh Phong, còn cái hơi nóng là cái này. Đây là cái quạt này, cái quạt là làm mát, anh bấm vô đó khỏi là cái đít đó. Đây ra là gì đây, cái này này. Còn cái R là anh chỉnh bên ghế này. Tài xế mà chở anh Phong ngồi sao phải không, thì thay vì tài xế muốn đẩy ghế lên cho nó rộng phía sau anh Phong ngồi, thì người ta không cần phải chồm bên đây chỉnh, người ta bấm cái nút đó người ta chỉnh cái ghế bên đây luôn. Bấm sao đây? Bấm vô, bấm vô. Ừ. Rồi đẩy ghế lên là anh chỉnh cái ghế này. À, mình chỉnh kia luôn vậy? Đẩy lên, em chỉnh, đẩy lên, thử. Đó, chỉnh không? Rồi. Không ha. À, thì thay vì anh tài xế em phải chọn ở đây anh chỉnh, thì họ anh không cần phải chọn nữa. Đó. Ừ, đây là dạ. Đây là ghế bên đấy. Right là bên phải á, chữ R đó. Ừ. Đây là của mình, mình đã làm mình tự chỉnh đúng không? Bên anh thì anh chỉnh bình thường. Rồi muốn cái này là thổi gió mà. Rồi vừa là sao không? Thổi gió á. Ừ. Thổi gió, cái đó là thổi gió. Đây cái quạt là thổi gió.
Đất, đó, với lại nó có nhớ ghế anh Phong. Anh Phong 3, 3. Dạ, 1, 2, 3 anh Phong. Giờ dù anh chỉnh gì, dù anh ngồi tôi nói đôi chuyện rồi em bấm số 1. Mà sau dạ. Này cứ động tự động mình vô bấm một rồi mình cài đây phải không? Bấm xong cài đây phải không? Dạ đúng rồi. Thì bây giờ anh Phong chỉnh cái ghế cho anh Phong đi. Vừa chưa? Không vừa chưa? Chỉnh vừa nha, rồi nhớ ghế nha. Cái lưng đó anh Phong. Cái này phải chạy đi thôi được rồi. Nhưng mà sao tạm, anh... tạm thời đi, rồi tạm thời trước đi. Rồi anh chạy rồi nó sẽ khác nữa. Nhớ nhớ thì sao? Rồi, anh chỉnh vô lăng luôn, ở đây. Ở đây, Phong chỉnh nha. Cái phụ. Chỉnh sao, chỉnh sao, chỉnh sao. À, đây là hả? Đúng rồi, đó. Xuống luôn, à, còn bên vào đi ra, à, lên trên. Xuống. Đó, anh vừa hết. Bây giờ anh Phong vừa ta lái gì ha? Ừ, đây, vừa ha. Anh hiểu, anh hiểu. Vừa ha, chỉnh cái gương chiếu hậu luôn. Không có nói luôn hả? Một cụm của nó luôn, ba món ghế, tung vô lăng với lại gương chiếu hậu. Đâu, không phải khác chứ luôn. Không được, chỉnh sao không chưa chưa rồi chưa vừa chưa chưa không ý em chỉnh sao sao chỉ không chạy cái nào cái chiếu hậu đâu gương chiếu hậu chưa gương chiếu hậu đây trái phải nè anh Phong bấm bên nhưng trái mà trước thì... khi mình lấy là mình nè bấm... bây giờ anh Phong phải chọn cái gương bên phải nè chọn bấm vô rồi chỉnh bốn hướng. À, rồi rồi hiểu rồi. Không. Rồi rồi, rồi ok ok. Rồi, hướng. Rồi, thấy không? Rồi, rồi, rồi bên trái. Rồi rồi rồi. Rồi, rồi ok. Bên trái là bấm đây hay bỏ đây? Bấm bên kia, bấm bắt không bắt không cần. Không cần phải không? Không? Ok chưa? Rồi ok mình cứ để vậy cho em, cứ để vậy cho em rồi. Bây giờ cái ghế, cái vô lăng, cái gương chiếu hậu đã chỉnh rồi. Bây giờ anh Phong nhớ lại bằng cách bấm M, bấm số. Số 1, ví dụ anh Phong số 1 đi, M. Đúng M phải không? Rồi, 1. Rồi. Kêu cái tiếp đúng không? Đó là nó nhớ là đó. Nếu mà người khác lên, người khác chạy xe của anh Phong sẽ thay đổi cái ghế này. Thì anh Phong lên, anh Phong chỉ cần bấm là cái số 1 anh Phong giữ luôn. Thì nó sẽ trở về đúng cái vị trí của anh Phong. Là ba cái món mà anh Phong đã cài đặt. Nếu như người ta muốn lên chạy thì người ta bấm sao hay là... Người ta chỉnh lại bình thường. Bình thường. Nhưng mà dù anh Phong lên anh Phong phải chỉnh ghế lại thì cái này anh Phong không chỉnh nữa. Nó đã nhớ rồi. Bấm số 1 thôi. À tức là tự nhớ là mình chỉ là lên là nó chạy số 1 thôi. Chiếu lát sạch của anh có không? Không, anh phải chỉnh đấy, anh phải chỉnh bằng tay. Chỉnh bình thường. Bằng tay. Không có nhớ hả? Bằng cơ. Hình như có phải anh cũng đi quên rồi. Dạ, thì cái này có nhớ nhưng mà em nghĩ chắc nhớ ghế cũng ít khi dùng. Cứ lên chỉnh cái chạy. Thì không mình chỉnh theo cái này cũng được đâu, thôi đâu không sao hết á. Nó bây giờ chỉnh là cũng thì em chỉ cho anh biết vậy thôi. Cái này cũng dễ thôi. Dễ mà. Ok. Rồi. Cái này gì đây? Cái này là anh điều khiển cái màn hình này ha, con chuột á. Chuột cảm ứng á. Ừ. Anh điều khiển cái màn hình này. Ví dụ như anh muốn cài đặt cái chiếc xe này thì anh phải vào cái nút hình chiếc xe nè, cài đặt nè. Ừ. Không? Đó. Rồi ví dụ anh muốn cài đặt cái gì? Ví dụ anh muốn cài đặt cái đèn của cái xe. Em phải chọn cài đặt đèn. Ừ. Rồi nó đèn ở trong xe này có 264 màu đèn viền thì anh vô chỉnh đèn trang trí nội thất. Đó, anh Phong chỉnh đèn trang trí nội thất. Ừ, đó, là anh Phong chỉnh đây màu sắc gì đó anh Phong thích chỉnh. Dạ, độ sáng gì đó anh Phong cứ chỉnh. Đó, ví dụ anh Phong chọn cái màu này thì nó sẽ đổi qua cái màu. Nó tiếp tục có bao nhiêu màu em? 64 màu. 10 kiểu phối màu khác nhau. Có 10 kiểu phối màu và 64 màu đèn viền. Color mix là nó rồi khi mà. Rồi khi mình đồng ý thì mình bấm đâu. Ví dụ anh đồng ý anh cứ để vậy thôi. Anh cứ để vậy thôi. Bấm vô cái. Rồi anh bấm anh Phong thoát ra vậy thôi, để vậy thôi. Và độ sáng nè, hiện tại đang nó mức sáng 50. Chỉ có 50% thôi. Anh Phong thích cho nó sáng hơn nữa, anh Phong chỉnh sáng hơn. Hơn là chỉnh sao? Chỉnh sáng hơn tăng lên. À vậy cái hợp cầm chân dạ, anh vuốt lên. À lên xuống rồi. Dạ. Ví dụ mà bình thường anh Phong có thể chỉnh ở đây cũng được. Khi mà đang lái xe thì anh Phong chỉnh ở đây cũng được. Nút đen này, bên đây dạ, này phải không? Cảm ơn. Dạ, trên vô lăng nó có nút cảm ơn. Hai cái giống nhau rồi sao? Ở bên đây thì anh Phong chỉnh trên màn hình này. Còn bên đây thì anh chỉnh trên màn hình bên đây. Phong chỉnh hết
chính sao? Chính phải trái hả? Dạ, chính gì? Anh không chính gì? Thiết làm đồng hồ cho bản đường thôi. À, cái này đang lái anh chỉ anh sao đi, bên đây trước đi. Nha, ví dụ cái đèn quyền nó thắt cứ vậy anh dạy cho em. Dạ xong. Rồi bên đây thì nó có nhiều thứ nè, ví dụ trong cái đèn chỉnh đèn thì nó có nhiều thứ, nói chung là tiếng Việt không à. Dễ lắm. Thân thiện lắm. Quy đèn nhiều màu, đèn nhiều màu thì anh Phong chọn vô thì đèn nó nhiều màu, nó thay đổi liên tục, còn không thì thôi. Còn đèn chào đón nữa nè, đèn chào đón là anh Phong mở cửa ra nó sáng lên luôn, khỏi cần phải nổ máy nó cũng sáng nữa. Đèn chào đón. Mấy đèn em gài luôn, em cài luôn. Đèn không khí. Những đèn cái gì khí. Cần thiết em cài sẵn đi rồi từ anh mới nghe. Nha. Cài đặt sẵn hết đi. Cái rồi muốn anh Phong có thắc mắc gì gọi em nha. Tất nhiên là phải gọi hơi bao nhiêu ấy, anh nói rõ hơi bao nhiêu. Đèn tắt trễ thì em cho 15 giây thôi. 15 giây được rồi, không cần phải 30 giây. Không, 15 giây được rồi. 15 giây thôi. Rồi. 15 giây thôi, ok. Rồi đèn xong đó, em chỉnh đèn hết đó. Ví dụ em chỉnh cái khác. Chỉnh ví dụ chỉnh cái cài đặt khác. Trước khi chỉnh phải bấm đây nha. Hệ thống nè. Home là cái menu á, home là menu á, tìm á, menu ha. Ở trên đây cũng có nút home. Rồi, ví dụ như em cài đặt cái chiếc xe cho anh. Cài đặt của xe. Giới hạn lớp mùa đông thì ở Việt Nam mình không cần. Chỉnh đai an toàn nè, anh Phong thấy chỉnh đai an toàn không, em đã tích vô rồi nè. Thì khi mà anh Phong cài vô tự động cái dây đai nó sẽ siết vô đúng theo cái ghế của mình ha, nó căng dây đai á. Rồi tín hiệu xác nhận khi khóa xe, anh Phong khóa cửa thì nó có tiếng kêu lên để biết xe mình đã khóa cửa. Cái gập đường tự động bây giờ có nghĩa là em chỉnh toàn bộ hết tự động đó, em chỉnh hết rồi, chỉnh hết luôn em, em khóa luôn. Ví dụ tính năng hỗ trợ lên xuống thì anh Phong khi mà anh Phong tắt máy, anh Phong nó đi xuống thì tự động cái vô lăng nó đưa lên cao, cái ghế nó lùi lại để cho nó rộng ha, đi lên đi xuống cho nó dễ hơn. Chỉnh luôn đi. Chỉnh luôn. Rồi xong rồi đó, em đã chỉnh hết rồi. Thì như vậy thôi, những cái tính năng nào cần thiết thì nó đã suy hỏi rồi. Còn dù mà anh Phong muốn kết nối điện thoại vô thì sẽ kết nối vô đây. Cái này chỗ đây phải không? Dạ. Đây vô không? Cái đó là chỗ phương tiện đâu? Đây chứ. Điện thoại. Kết không? Kết luôn không? Không cần kết làm sao, em cứ thử làm sao rồi em thử thì sao? Vô điện thoại, ví dụ như trường hợp vậy là anh không muốn nghe thì anh tắt cho nào, ví dụ vậy. Ví dụ anh không muốn nghe thì anh bấm anh tắt, bấm gọi, bấm gọi anh tắt. Giờ tắt không muốn nghe, khi muốn nghe bấm vô và anh cứ kết đó luôn đi. Rồi anh mở điện thoại lên mày rồi sao nè, bây giờ khởi động tìm kiếm hệ thống ha. Rồi anh Phong vô cái phần cài đặt của điện thoại, vô Bluetooth giùm em. Không mở đâu tốt đâu. Rồi bây giờ trên chiếc xe nó sẽ tìm kiếm, nó sẽ thấy cái điện thoại của anh Phong, iPhone. Ha, anh Phong sẽ chọn vô iPhone. Rồi thì nó sẽ kết nối đó, đang kết nối đó. Đó, nó kêu anh Phong xác nhận ha, muốn bấm ghép đôi giùm em. Rồi. Ok ha. Rồi cho phép giùm em. Nó hỏi cái gì thì mình cứ đồng ý giùm em. Đó, xong rồi. Đó, thiết bị anh Phong đã kết nối rồi ha. Bỏ qua. Ok, thì bây giờ anh Phong sẽ thấy trên cái màn hình nó sẽ có sóng điện thoại của anh Phong nè, pin điện thoại của anh Phong. Nha. Rồi, ví dụ ai gọi tới cho anh Phong thì anh Phong cứ bấm đẩy lên đây là anh Phong sẽ bắt máy. Để còn bấm xuống đây là tắt máy. Dạ. Không muốn tắt phải không? Dạ. Em gọi thử rồi. Làm liền. Thử luôn ha anh Phong ha. Thử luôn chứ em cứ biết ấy, nhiều khi có những cái bí mật mình không nghe. Đúng rồi. Dạ, nhiều khi lộ chết lộ thông tin không? Lộ chết luôn. Mẹt gì kìa. Thế rồi như bây giờ anh không muốn nghe anh tắt phải không? Không nghe anh tắt. Tắt rồi. Em còn nếu mà anh rồi. Không muốn nghe em lơ hết kìa, em lơ hết. Em lơ tắt trong. Rồi giờ, bây giờ mở ra đi, em qua lại. Thì anh mở nghe nè ha. Nghe. Alo, em alo, alo. Alo. Anh Phong nghe rõ không? Ừ, rồi. Được ha. Còn okay. Volume lớn lên. Volume lớn lên. Alo. Nhỏ lớn. Rồi. Vậy cứ nói là muốn nghe thì không nghe thì thôi. Không nghe bấm này tắt, xuống tắt. Ok.
Bây giờ anh Phong muốn ấy thì anh Phong bấm vô chữ K giùm em. K. Rồi, anh thấy trên màn hình nó có chữ sit là cái ghế kìa. Anh chọn vô sit. Bấm vô quá. Ok. Sit á, sit á, chứ không phải control. Sit, ok. Đó, anh thấy phòng chữ mát sao. Bấm một cái luôn. Đúng rồi. Đó, thì nó có những cái chế độ massage khác nhau. Bây giờ anh Phong thấy nó chưa hot relax back không? Thì nó anh bấm vào nó là nó ở cái đốt sống lưng nó có hơi nóng. Gọi là massage đá nóng á. Đó. Còn nếu mà anh Phong thấy nó yếu quá, anh Phong muốn mạnh hơn, anh Phong bấm vào chữ chỗ này, anh tích vô nó sẽ mạnh hơn. Ok chưa? Nó đâu có giống cái ghế massage nhà mà lên làm đùng đùng. Cái này nó để giống như là anh đi đường dài. Ông tôi còn sống là 5-7 tiếng ngồi trên xe. Nó là cuộc sống của mình nó mỏi hay gì đó thì nó làm lưu thông máu huyết. Mà em làm hết cỡ chưa? Hết cỡ chưa? Hết cỡ. Mà bây giờ không xí gì đó. Không xí gì hả? Không xí gì luôn. Nhẹ nhàng đó. Ờ, hả? Chứ không phải nên là nó giống như cái ghế massage nha. Không xí gì, cái này không thua đó. Giống người làm nè. Nè nè. Mà lúc đó không thua. Đúng rồi, để lưu thông máu huyết cho anh không. Nhưng mà lá anh ngồi xuống đó nha. Thử đi. Xíu. Mới lên anh phải vậy. Một lát kìa, anh mới thấy. Thì mình tắt sao? Ví dụ tắt cắt sao đây? Tắt thì anh tích vô lại là nó sẽ bấm vô lại. Hả? Anh thấy màu vàng thì anh bấm vô màu trắng. Hả? Ừ. Màu trắng là nó không làm nữa. Mà bây giờ thì nó có một. Tắt hết cả luôn thì sao? Có cái mong muốn chế độ, 6 chế độ. Cho cái tương lai của mình, 6 chế độ không? Cuộc sống của mình. Giờ vậy là quá. Tắt rồi đó. Còn một cái còn mà. Còn đấy. Còn massage không? Đâu còn massage? Hả? Ngưng rồi. Còn nóng rồi, còn cái ấm ấm rồi. Anh sợ anh tắt cái nóng rồi. Tắt rồi đó. Ngày chưa, từ từ đi, cứ để từ từ đi. Má đặt gói cho anh, đặt gói lắm. Bố anh nên ghi hết đàng hoàng mới biết được. Cái rèm sau đây, cái rèm sau đây. Rèm hả? Không bấm. Hai cái hai nút ở trên. Chồng đã vừa qua đời. Hai nút ở trên cửa bên trái bên phải luôn không? Hai nút này. Thì việc có được số đúng rồi. Đè xuống là nó đi xuống. Nhưng mơ là một chuyện. Còn anh Phong bấm lên nó sẽ đi lên. Bên kia phải không? Bên này cũng tương tự. À, bên anh chỉnh cũng được mà bên em chỉnh cũng được. Nè, bên em thì em chỉnh chỗ này. À, cái nút này hả? Cái nút này là cái nút để anh chỉnh cái này nè, cái cửa sổ trời nè. Đấy không? Bên này còn bên đây. Còn bên đó là anh chỉnh cái phía sau. Ừ. Bấm này không? Xe thì nó chỉnh điện hết hả? Số điện thoại 0997. Chỉnh điện hết. 767367. Còn phía trước. Và phía trước anh chỉnh nút riêng. Trước mình muốn mở cái thông qua sự kêu gọi của chương trình. Ở trước anh không thấy nó có cái ghế à? Còn có rèm đúng không? Phía trước có bốn công tắc cửa tài á. Chỗ ghế tài xế anh chỉnh được hết. 5 triệu đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Dũng Anh, phường Lý Xuân, thị xã Phú Mỹ, 2 triệu đồng. Nhấn ô cái này là Vũng Tàu. Tám đồng, thành phố Vũng Tàu, 700.000 đồng. 2.5 mới là Bình Dương. 8.900.000 đồng. Có nghe ra vô nhiều đâu em đâu biết. Huyện Long Điền, 2 triệu đồng. Nhấn hội nguồn xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, 2.500.000. Chỗ này là anh Phong đến không có kiến được chơi. Biết cái này nãy rồi biết rồi. 2 triệu đồng. Nhấn từ thiện tự nguyện thành phố Bà Rịa, 2.300.000 đồng. Anh Nguyễn Quốc Bảo, thành phố Hồ Chí Minh, 500.000 đồng. Phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa, 500.000 đồng. Em Võ Quỳnh Anh, thành phố Hồ Chí Minh, 100.000 đồng. Em Võ Hồng Phúc, lớp 3/1 trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, thành phố Bà Rịa, 100.000 đồng. Cô giáo Trần Thảo Phương, huyện Châu Đức, 500.000 đồng. Chị Phương, huyện Châu Đức. Cái bên đây nó chỉnh điện nha, cái màn hình này anh không có gặp bằng tay được nha, cái này nó chỉnh điện nha. Có nghĩa là cái ghế này nó sẽ cái ghế này nó sẽ chỉnh á, nó chỉnh theo cái ghế này. Chẳng hạn như cái ghế này mà em bật lên nè. Em bật lên nè thì cái màn hình nó sẽ chỉnh nè, anh thấy không? Cái màn hình nó tự chỉnh nè, lúc nào nó cũng thẳng đứng vậy hết. Anh chỉnh xuống thì nó cũng tự động thẳng đứng lên. Anh thấy không?
cái màn hình lúc nào nó cũng giữ vị trí thẳng đứng, là anh không có bẻ nha, anh bẻ nó gãy à. Còn bên đây thì anh bẻ được, bên đây là nó anh chỉnh bằng tay, bên đây thì chỉnh tự động chỉnh điện. Tắt luôn rồi. Chú Nguyễn Mạnh Hùng. Tắt thì anh phải chuyển về cái remote, anh phải chuyển cái remote về cái chế độ màn hình phía bên tay phải nè, rear right nè, anh bấm tắt. Còn rear left anh bấm tắt. Không. Hai phần quà trị giá 400.000 đồng. Đó, bây giờ bên cái ghế VIP này anh Phong, nó sẽ có cái nút ghế nằm nè, chỉ có cái ghế này có thôi nha. Thì anh bấm cái nút ghế nằm nè giữ luôn. Thì cái ghế này nó sẽ bật ra. À, thì cái ghế của em đang ngồi nó sẽ nghiêng ra hết mức. Còn cái ghế này nó tự động bật lên. À, cái gối đầu anh thấy nó cụp xuống luôn. Để anh còn nhìn gương phía trước. Và sau đó cách đây 8 tháng chồng của cô Đăng mất. Ok, thấy không? Nó sập gối đầu xuống rồi nè. Bây giờ anh muốn cho cái này nó anh để cái chân lên chỗ này á, được luôn. Thì anh bấm cái nút này nè anh Phong. Bấm cái nút chỗ này nè. Cái nút mà chỉnh cái ghế trước nè. Đó, rồi anh bấm cho cái này nó đi ra. Không, một cái thôi. Xong rồi anh Phong để chân lên. Sự quan tâm của chính quyền cho nó đỡ mỏi chân, thấy không? Thì ông đang cư ngụ cũng là một trong những nguồn động viên giúp bà vượt qua. Cái đó là sưởi. Đó là mát. Bốn ghế đều có sưởi và làm mát hết anh Phong. Anh thấy cái đèn màu xanh á, cái đèn màu xanh là nó làm mát, con đèn màu đỏ là nó làm nóng. Đó, anh thấy nó thổi ghế không? Con đi đi, nóng không? Làm nóng. Đến thăm gia đình của bà Bông thì con đi đi. Việt Nam mình chắc không có xài cái đó. Con đi đi. Cái đó không có nút. Dạ, hôm nay mát. Xin cảm ơn. Cái này anh gác nhẹ nhẹ thôi, anh đừng có để gác mạnh nha anh Phong, gãy á. Và cũng xin chân thành cảm ơn nghe gãy nghe ghê quá. Đóng lại không? Và ngoài tình đã gửi món quà và kinh phí để rồi là hỗ trợ cho hộ nghèo. Nhưng mà cái ghế sau anh Phong chứ anh Phong ít ngồi, anh Phong chạy nhiều phải không? Chị ngồi phải không? Chị ngồi thích ngồi sao phải không? Mát không? Thay mặt cho là khu phố và cũng như là gia đình của đó, em chỉnh lại cái ghế đó. Nữa anh hướng dẫn cho chị này được không? Anh để cái remote đây xài luôn đi, anh để cái remote đây xài luôn đi nè. Nó có chỗ để remote anh nè. Thấy không? Rồi cái này là cái mùi hương để anh thử á, anh lấy ra nè. Thử ra nó có những cái mùi hương như đây nè. Thì sau này mà anh thích cái mùi nào thì anh lên em anh mua. Đó, anh thích nè, đó, anh thích mùi nào anh hửi á, anh thích mùi nào thì anh mua mình nha. Còn cái hộp này anh cất nha, thuốc. Cái hộp này thuốc nó rất là đẹp nhưng mà ít anh sẽ xài. Nhưng mà anh xài á thì anh để như chỗ này nè. Thấy không? Nè, để đây cho anh nha. Để đây nha anh Phong. Thôi, để mình sẽ cảm ơn. Đây, vô. Chỗ này thì cái tủ anh để tủ bí mật á. Tủ bí mật của anh á. Bí. Ở đây còn nữa nè. Em biết, cái này biết rồi. Biết gì hôm nay? Cái đồ này nó có đồ cầm. Còn sạc nữa nè. Sạc điện thoại gì? Sạc điện thoại nè, rồi USB để đây được nè, nghe nhạc được nè. Còn này anh biết gì không? Biết. Để ly. Số điện thoại chỉnh này được luôn nè anh Phong. Nó có nút chỉnh luôn nè. Từ mùa ra thôi giờ chưa được luôn. Đấy. Xe đã lắm anh Phong ơi. Rồi trước cái nữa ha, trước nữa ha. Ăn sao không quan trọng đâu, sao có mấy cái cơ bản thôi. Trước. Nữa mấy cái đồ đó anh Phong dẹp cho gọn em nha. Rồi. Có coi ăn sao không anh Phong? Có coi ăn sao không? Đá cốp hả? Đá cốp anh phải có chìa khóa. Chìa khóa bên ngoài. Được không? Đá một cái thôi anh Phong. Đá thì quá trời. Quá
đó thuộc ra cái thôi, đừng đá nhiều, đá nhiều nó không ra. Cái gì đây? Cái hộp quà tặng anh Phong. Ừ, không có bấy nhiều không? Phải không? Phải không? Cái này em để cái nón nè. Cái này là túi y tế. Túi y tế hả? Tôi nói cái đồ đấy mà đây ta. Tôi còn 3 cái nữa em. Bà cái đâu, bà cái thông mà lết đâu mà. Ừ. Bữa rồi em có khách hàng ông chạy chiếc e á, mà nó bị tét cái vỏ xe ở trên cầu Mỹ Thuận á, mà ông chạy về tới thành phố luôn. À, bấm lên rồi. Không đá cũng được, đá đi. Chỉ cho đá nè, để mốt không biết đá gọi em nữa. Chưa đá trúng rồi hả? Bình thường. Đi. Đá rồi, vô rồi. Đá một cái thôi vậy nè. Quơ. Đâu? Dạ, anh đừng có quơ gì. Cái nút này là anh bấm xuống là nó khóa luôn. À, anh bấm xuống là nó xuống nó khóa luôn. Nhưng mà do cái xe mình đang nổ máy nó sẽ không quay nút này. Camera nè anh Phong. Cái này trên mạng lùi không mở ra. Cứ mở ra à, ra tôi mở ra thôi. Tắt khi nổ và chuyển hướng máy. Anh chạy đi, từ từ mới tự tin chứ. Nhưng mà rồi mình tắt máy rồi mình muốn mở radio mình phải sao? Ấy, nổ máy lên anh chọn radio nó sẽ hát radio. Không chứ mình tắt máy mình không có mình để mình radio mình không có nổ máy á. Cho nên mình tắt xuống theo tắt máy á. Tắt máy là tắt luôn. Chứ nó không máy hả? Nó không có đồ ấy hả? Rồi anh đóng cửa lại, rồi anh bấm nút bàn nằm máy. Mở là rồi anh bấm vô đây là mở nè không? Ừ. Nha. Rồi nữa nè. Nó tối gì? Con mệt luôn, con mệt luôn. Đây đi rồi nó ngon không? Ngon xe luôn. Đâu coi rồi. Ngon xe này luôn hả? Ừ. Trời ơi. Cái gì? Luôn. Anh Phong nói xe này ngon, xe này còn mới quá anh Phong. Mới về. Thôi em về anh Phong ơi. Bye bye, cảm ơn anh Phong nhiều, chúc sức khỏe anh Phong nha. Rồi cảm ơn nhiều ha. Dạ. Anh về. Dạ, bye bye. Về anh ơi. Bây giờ là 3 giờ rồi, Duy vừa mới giao chiếc xe Mercedes-Benz S450 cho anh Phong xong. Bởi vì đây là lần đầu tiên anh Phong sử dụng xe Mercedes-Benz, cũng như đây là cái chiếc S-Class. Nó có rất là nhiều những tính năng, cho nên là Duy cũng mất rất là nhiều thời gian để hướng dẫn cho anh Phong. Thì mặc dù là hướng dẫn rất là lâu như vậy nhưng mà không biết anh Phong có nhớ được hay không. Thì trong quá trình sử dụng thì có thắc mắc chỗ nào thì anh Phong cứ gọi trực tiếp cho mình thôi. Đó, thì bây giờ Duy đang trên đường quay về lại thành phố Hồ Chí Minh. Đó, Duy xin được phép kết thúc video clip tại đây. Nếu các bạn có bất kỳ những cái quan tâm nào đến những dòng xe của Mercedes-Benz, các bạn có thể gọi trực tiếp cho Duy qua số điện thoại là 0914653979. Nếu các bạn thấy video clip của mình hay, hãy bấm like và share giúp mình. Đừng quên bấm nút đăng ký và nút chuông bên cạnh để nhận những video clip mới nhất về tất cả những dòng xe của Mercedes-Benz. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo.